Xin chào anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị một cây đàn LD-GAT. Mã của nó là ED180, LD-GAT ED180. Cây này được sản xuất tại Nhật Bản. Cây đàn này tình trạng của nó rất là đẹp. Cái mặt tớp của nó rất là sáng. Sáng đẹp lắm. Sáng vàng. Tình trạng nó rất là ít chạy xước, nó có vài cái vết li ti nhỏ xíu vậy thôi, một vết, nó có một vết đó thôi à. Còn lại là không có, còn lại hình như là không còn cái vết nào khác hết, chỉ có một vết chạy nhỏ xíu ở đây thôi. Cái đàn này nó zin nguyên bản, không có sửa chữa hay là bể nước gì hết, chưa có làm gì hết. Khóa đàn là khóa zin của nó, khóa bạc, mọi thứ đều hoạt động tốt. Cái đàn này thì theo em biết thì nó cũng khoảng thập niên 70 mấy á, nó khoảng cuối năm 80 đó, chứ nó không có mới đâu. Nhưng mà tình trạng đến nay vẫn còn rất là đẹp, vẫn còn rất là mới. Cái đàn này dùng để điểm hát hay chơi lát xít gì cũng được hết. Cái đầu cần nó khá là đẹp, nhìn giống như hai con bồ câu nó chồng lại với nhau. Giá của cây đàn này là 3 triệu rưỡi, có kèm cái bao da cho anh chị. Em test vài nốt điểm hát thử cho anh chị nghe ha. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoan gọi thầm tên nhau. Chính là ua xa cần, giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm quất trong mơ. Nhớ về em, có những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhăn mắt môi cười thương ngày. Nhớ về em, trong tiếc nỗi nhớ mong trong chờ. Trở về chốn xưa, trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Cái này đêm hát rất là đã. Em test thử lát xít ha. Xít của nó cũng rất là sáng và mềm mại. Rồi cái đàn này anh chị có quan tâm thì liên hệ cho em ha. Số điện thoại em có để trên màn hình đó, anh chị kết bạn Zalo với em, trao đổi trực tiếp với em qua Zalo ha. Anh chị đến xem trực tiếp, em ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đó, anh chị đến xem trực tiếp và test trực tiếp cái đàn này hoặc em giao tận nơi toàn quốc nha.